Nghĩ đến mùi là thấy ngon. Anh là quê nó đang nóng luôn. Có ai quên làm dấu không? Để đây chúng ta là vào cái làng tắt nè. Để trong đây. Mấy đứa nhỏ này chỉ thích ăn trứng. Ngày nào cũng vậy. Nhông bắt rồi miếng ngon này. Bắt cắt. Cắt đâu? Đây nè ba, đây nè. Còn ba xin. Đây này không ăn chua cay giống củ đúng không? Dạ. Không phải ăn chay. Cái ngon. Chỉ chua là ít thôi. Tại chua nhiều quá bị muốn phá ăn chua cay nè. Anh cu nè, anh cu nè. Anh cu nè. Nè. Anh uống đó. Đang phải ăn chua cay rồi nè. Ông Hùng Trà Vinh. Điềm tĩnh, điềm tĩnh. Ngon. Tôi lên ăn. Ông Hùng khá ăn chua cay. Khá ăn gì? Chua cay. Chua cay hả? Thì con cho ông nhiều ớt vô. Mình đang xem mà. Bà biết rồi, để bà quay lại. Quay đây nè. Ông Hùng Trà Vinh. Ờ, cô mấy đồ ăn. Đâu đâu, đâu có đồ. Quay vào kia. Hai người góc này nè. Góc kia đẹp quá. À đây là tô cơm bên này đúng không? Ăn ít cơm nhưng ăn nhiều rau. À à à, ba ơi. Của bác. Bên kia đi, để kia, để cho con. Dạ, nó có ba. Hai tô rồi. Ăn ít cơm, ăn nhiều rau và thức ăn.
cô báo cho con để cái. Để đây nè. Ủa sao bên kia cũng có sâu nhiều dữ vậy? Đây nè. Bên kia đúng không? Bên sâu nhiều cơm bên em. Kia cần cơm mà. Bốn tô luôn. Đây là bốn tô mà đưa ra bao nhiêu tô rồi? Bây giờ dạ năm tô nãy rồi. Có kêu thêm tô nữa. Không ai kêu đâu. Ok. Có ai kêu cơm đâu? Không. Cứ ăn lại anh kêu. Nhiều quá phí luôn nè. Ăn không hết phí. Không hết phí đâu. Mà chắc chắn là hết rồi. Bên kia hết cơm rồi. Đó, cho bê đồ cơm bên kia vào. Đưa rồi. Đây đang dư nè. Để ra đi. Ăn năm tô cơm. Hôm nay cô ăn nhiều đó, tại có bạn. Này, cô ăn có ít à. Cô này với cô làm trò gì đấy, vừa ăn đá. Cô à. Hôm nay có bạn gì ăn nhiều cũng tốt. Dạ. Chuyên nghiệp ha. Hết luôn. Ngọt quá. Thôi đi chơi về 24 tiếng nữa. Mày về Hà Nội hả? Đi chơi về tới 3-4 giờ sau. Về đâu mà 24 tiếng? Mày nháy mắt, mày làm như tao là con mày, mày nháy mắt. Mắt đang bị bộ mà, không cô Lan Anh. Mắt con đang bị bộ mà. Đẻ ra mày mà còn nháy mắt. Đi về nhà mình đó. Nhà mình ở đâu mà 24 tiếng, về 24 tiếng. Ở Ninh Bình hả? Ừ. Chiều đây đi về Ninh Bình 24 tiếng hả? Về Ninh Bình cũng phải là 48 tiếng, 36 tiếng. Đó là ngày xưa là lâu rồi, em không đi xe rồi. Trời em ơi, em đi máy bay quên, bây giờ ta đi giờ cao tốc này, còn đâu nữa. Cao tốc nào anh? Bây giờ chỉ đi trong không, ngày 24 tiếng rồi. 24 tiếng rồi. Đi xe hả? Ừ. Sao đó? Ừ. Cứ đạp 100 mấy 200 thôi. Ừ. Thế đi cao tốc nhiều mà. Không biết. Lâu rồi. Lâu rồi mình không đi á. Đúng rồi. Đủ đồ anh chỉ biết. Để bé ông ra coi nhiều cá. Để mắm nó bởi nhà nội. Mắm nó đạp nó bao nhiêu. Đúng lắm. Đúng lắm. Ngày xưa nó biết 3 ngày 3 đêm. Xong rồi nó tối lại là 36 tiếng. Rồi bây giờ 24 tiếng. Sorry, I don't know. Đó là bến mới về. I don't know. Hai tháng rồi quên tiếng Việt. Bến đi bến đâu? Ông đang ở bên đâu mới về? Nè. À, bỏ đây quên. Bên đâu mới về? Bây giờ. Thấy không? Cái gì phải thương mẹ nhá. Cái gì không ăn được thì gọi mẹ. Đó thấy không? Mẹ là hôm nay á bển về. Cái gì cũng phải lo. Rồi. Không ăn hết. Ông đi tụ á bển đi đâu mình được. Biết mình không ăn được là mẹ ăn đấy không? Mẹ thương không? Thương không? Thương mẹ không? Có. Này cho anh ấy. Thương tình bà mẹ. Thương là anh thương mà không lớn được luôn. Mẹ không biết tăng. Cô báo bỏ xương ở đây nè cô báo. Con cho từ đâu? Cá không con? Con ăn đi. Con ăn đi. Con ăn cá không? Nè. Cái đó phải bỏ vào dưới nước tắm á. Đèn gấu thôi nè. Trứng nè. Mắm đây nè. Để nước mắm đây. Chồng ơi, bỏ đi đâu không mẹ? Cá là chồng mình múc rồi, để nó bỏ đây nè. Thấy nó không được ăn. Đây nè. Chồng bỏ đó là chồng mắm. Quá trời luôn nè. Ông miếng ăn ăn đi. Tốt luôn nè. Ăn cơm vào. Em hãy cho ớt vào với anh. Ui em ăn dễ lắm. Cho thêm cái muỗng nè, cho thêm cái muỗng rồi. Không có ớt mắm muối gì cả. Đi à, tao nhé. Đứng. Không ai hả?
ăn cái ngon chưa? Không. Ăn xong à? Thế thì cậu bảo ông nhôm nhúng lại nhá. Đúng rồi, nhúng lại. Được không? Thôi lỡ rồi. Nhúng lại được không? Sợ ăn hết rồi mà. Rồi, tấm rồi. Chấm thở như chen như vậy nó không có đủ cái vị cay. Thế à? Giống ăn đồ Hàn Nhật đấy. Ngon. Ngon rồi. Con không chấm nước mắm nữa. Đang thấy ngon miệng ăn luôn. Khi anh ơi, con ăn chưa hết kìa. Khi anh ăn hết quá suy dinh dưỡng rồi. Nè, lấy cháo đi bạn. Lấy cháo đi. Hả? Lấy chưa? Gì vậy? Ừ, mẹ. Con cá mãi chưa hết thịt. Này đây, đây. Thôi ăn nhẹ nhàng vậy thôi, ăn điềm đạm vậy. Ôi, còn vẫn còn trứng à? Dạ. Ủa, vậy 4 phần rồi mà. Không, 4 phần đưa ra rồi. Còn vậy, đưa đây phần. Con cho đây phần. Đúng rồi, bên đây mình còn con nhớ ấy. Trời ơi. Bình thường mình mà đã lau miệng rồi thì mình sẽ không ăn nữa, nhưng mà trứng ngon quá, làm được nữa. Vì giấy có nhiều mà. Sao nó còn vẫn còn mỡ mỡ bám vào trên nhỉ? Mời cả nhà nhá. Ăn gì hồi á, đi YouTube đi chứ. Còn hơn là thằng Hùng Trà Vinh. Ờ, anh Hùng Trà Vinh. Anh Hùng Trà Vinh. Anh biết mấy lại. Không sao, để đi. Hả đó, cười nhỉ. Không ai đi. Gì vậy? Không lấy thôi. Thì không lấy thì thôi chứ nó phải nhanh mà. Đi tàu xe một con cá. Đi tàu xe một con cá là từ đầu tiên. Đi tàu đấy không phải. Ở đâu cũng vậy. Đặt cái gì? Con cá rồi. Ăn rồi. Đó. Để rồi, không biết rồi. Ngon ngon, ngon quá. Có chết bởi ăn không đây có chết. Ngon. Nè. Cũng ít thôi, quá. Ai mời thầy về múc đăng nha. Chỉ có lãi thôi. Ủa ai cho con? Mày hơi bị nhanh á. Cái gì không nhanh nhưng mà tiền nhanh lắm á. Chớp mắt cái qua ngày mai qua tấm tiền. Hồi nãy giờ ba mày ăn được 2 chén rưỡi cơm. Nửa nhẹ trứng.
4 trứng cườn, 1 nửa con cá. Thấy không? Ăn thấy không? Thấy đây. Chung chung chung. Anh ơi, ăn hết bát chưa con? Con lấy thìa ẩm súc đi, ăn nhanh nhanh hết. Không, mầm cho tôi lấy. Là sao tự nhiên ăn lớn này nó lười ăn đây hả? Con em cũng vậy không? Chứ lúc nhỏ đâu có lười ăn đâu, sao tự nhiên lấy. Thằng nhà anh này bây giờ lớn thì tự nhiên lười ăn đi. Con hỏi quá chứ chẳng lắm rồi. Thì đó có hai mắt là giờ hành bún á, thứ sáu không? Chị là chị ăn rồi, cho mấy bữa sáng mấy bữa qua, thấy giờ ăn nhậu rồi, giờ ăn nữa. Chắc cũng nhiều cái món nó ăn hết ăn. Anh chỉ thích ăn cơm trứng thôi nha, mà ăn trứng nhiều sợ nó dư chất thôi. Ăn cơm bên ngoài nó đợi lại cái cô. Ăn nào phải ngồi một chỗ. Không. Thế hả? Đi cho nó xe. Anh hết đi, anh hết tôi, bà tôi không? Con xe để ăn. À. Anh sao không ăn vô đây? Mày vô ra ăn mà. Công an cũng cần là con người mà. Nói gì không ta ăn. Công an cũng là con người mà con. Cũng phải ăn và phải đi uống nước. Ủa mà ông đi theo đoàn luôn kia à? Cũng đi. Đoàn kìa. Nói kể người ta có nhóm các bạn. Đoàn kìa. Đoàn kìa. Khổ ghê, Đông Nga nó chửi hình ghê. Ê, tôi nghĩ con Mai là phải đi ăn nhà hàng năm sao. Trời, con Mai nghe rồi cái ăn nhà hàng năm sao hả? Có nhiều người con Mai chạy xe hơi giàu hơn người. Câu hỏi 2. Có hỏi một câu là, ủa tại sao mà ít khi nào mấy chú đi ra đời ăn mà thấy mấy chú bộ đội đi ăn nhà. Nhà hàng nào đó nhà ăn đó. Chiều qua mới ăn có hai chén cơm mà tiên vào đọc tin nhắn fan nhắn thầy ăn vừa thôi, tự tin mất hết cả tự tin. Chả ăn nữa. Ủa, hai chén rồi mình tự ái mình không ăn nữa. Hai chén rưỡi rồi bà ơi. Hai tô mà. Vừa mới ăn xong được có hai chén rồi nè. Nè, tin nhắn này. Ây giời ơi, thầy ơi, thầy ăn ít để cho tụi em còn ăn nữa. Tự ái tôi không ăn nữa. Thầy ăn xong tự ái thôi. Thầy ăn sống hết rồi, thầy nói thầy tự ái. Sống ở đời phải để cho người ta có lòng tự trọng một tí. Ăn được có hai chén rưỡi mà cũng nhắn tin này đâu. Mình cũng là con người mà cả ngày nay coi như là thầy đâu có là vô người ăn trước một ăn ra phần nào là ăn hết phần đó là ăn nhanh rồi. Bất quan điểm thế nhưng làm thầy không gọi nữa, làm thầy là không muốn ăn nữa. Không muốn ăn mới ăn được có hai chén tại vì ăn no rồi. Ăn no rồi mày ăn nổi nha, một cái táo là phải ăn được. Tấm chân nữa bà nha. Ba. Một mét tám nhưng mà chân tròn. Đứa nào vừa sâu đôi giày của tao ra. Mày em có chừng lắm. À khoan. Nhưng mà hôm qua cái người sâu đầu tiên là đây. Đang ngồi cạnh mình đây. Đâu? Anh lấy chi mình lấy đôi giày để mình đổ cả ngang tay. Anh đo. Anh găng là từ mà người đưa ra. Nhưng mà anh thấy đưa ra anh phải bảo vệ em. Anh biết giày của em. Anh đâu biết giày của em đâu. Anh không biết giày của em. Đôi dép như người ta như vậy. Ai đổi chi chứ. Anh đây chưa? Em sao mà em sao mà. Ông mày nói dạc. Đôi dép của tôi này. Sao đây? Nhưng mà đôi dạ của ông sợ không em. Ông biết dạ ông mà ông đem ra đôi dép. Lấy sao vậy? Đi đâu? 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 Đ
nó bự, nó xấu, nó bị lộ hàng rồi. Lộ hàng gì? Hả? Thầy ơi, đồ trắng thầy ơi. Cái gặp này đi đâu nó cũng cười. Mày cứ mẹ mày tình cha con mình không còn nữa đâu. Tình cha con mình không còn nữa. Ô, mày khoe rồi má, mày khoe rồi nha má. Mày khoe rồi má. Mà cái gì vậy? Dép gì vậy? Nói chuyện riêng. Mẹ nó quay qua liếc mình. Sao nó tới như vậy vậy? Tao đâu biết gì đâu. Tao ăn ngon chưa? Điện thoại mày mà. Áp lực quá, càng ngày càng áp lực trong cái hành trình này. Ủa mọi người, ai phe thầy vậy mọi người? Ủa thôi, mời bỏ tay xuống. Ờ lúc nào vậy? Tình cha con mình không bền lâu. Sao chảy khe vậy thầy? Không hề. Em thấy cái gì nghe mé? Vui không cả nhà? Ăn no chưa? Lên xe làm giấc nữa về nhà. À, trước anh đi Cần Thơ này mà anh sốt từ đây, anh sốt từ Cần Thơ chạy về Sài Gòn. Ôi, sốt kinh. Gặp đi Hậu Giang, rồi qua về Cần Thơ. Ngồi chân này. Ta nhìn chân kìa, nhìn chân. Tôi là chiến binh về Việt Nam. Tôi mất cái thể là cái phong cách thế này cả nhà rất là thoải mái. Chân bị họ rất là làm màu. Tôi ghét anh em làm màu lắm. Đó, mấy người làm màu rất là khó chịu. Để rồi tôi ăn hết là không phải là vì thì em tôi không có việc làm hề đói khác. Nhưng mà bên Mỹ nấu không có ngon. Nên là về Việt Nam là tranh thủ. Đó, rất là tuyệt vời. Răng còn trắng không? Mình lên xe, ở đây không ra tranh nhá. Okay. Ở đây không có đủ tầm để mà chiếu ánh sáng cho ra tranh ở đây. Không ra tranh ở đây. Hai bọn em là đi theo diện chị em, bảo lãnh nó. Chị em trước đó là lấy chồng Mỹ đen, qua bên để. Sau đó thì có quyết định rồi mới bảo lãnh cho em. Ở đây lộ hàng hết rồi.
Chắc là thấy mọi người đi xe thì khổ quá. Để em gọi cho máy bay tới. Em, gọi cho chị đi. Em lên, chị muốn lại nào? Bây giờ bà thay lại nào? Mình có bộ yên, ba mình có trực thăng. Đi trực thăng đi. Trực thăng em gọi cho chị 20 chiếc. 20 chiếc hả? Được. Tại vì 20 chiếc thì là đẹp hả? Em ơi, giàu là không có chơi, sao em biết em mãi thế? Em thu lại đi, em trả cọc cho người ta đi. Không, mày để mình trả cọc. Mày để mình xài thôi. Mày đền cọc người ta luôn. Đúng rồi. Chúng lên xe. Con kia đi vào ngồi một chỗ. Đi ra. Nào bố mẹ. Ủa, vô hiểu lý do gì luôn á. Nào hiểu đó. Nè, có lúc thì phải hiểu lý do chứ. Ta có định sẽ 5 lần 2. Ờ, anh làm được. Nghe làm được. Mấy má bình luận nhân viên giờ. Ủa sao nghe giọng to đâu có thế là giọng thì người nghe hết tình cho con 5 phút rồi nhé mọi người nha. Mọi người ơi, bây giờ là tao với mày hết tình cho con 5 phút rồi đó. Rồi ngày mai ông mà gọi cha con nó là hơi mệt đấy. Này em, nói lại không kìa. Em bảo là hết tình cha con rồi, người ta hỏi có nói lại không kìa. Kìa. Quậy vậy? Quậy cái trưởng. Cả nhà online cười nộn ruột. Cảm ơn mọi người follow của báo nhé. Thế tôi lên like à? Chết rồi. Mày cái chu vi nó làm nó còn giữ đây. Cái này là chất động hơn là
xa còn cảm giác con. Đâu phải một tấm đâu. Bây giờ xa nó cũng thế à, con đã đang dậm về cho bay. Xoáng. Nền điện thoại của con cho nhìn nó trong sạch. Đừng để ba. Cái này nó còn chất lượng hơn đó con ạ. Mà con bị áp lực à? Con bị áp lực một tấm hả? Bây giờ không biết ai năn nỉ ai. Nhìn thấy cái sợ quá mà, đã được xem bao giờ đâu. Áp lực rồi, giờ là chỉ có nhìn thấy cái ba hùng là chỉ có lẹ lưỡi lắc đầu. Rồi. Thảo xin là biết thế nào là bãi cả chục pin. Hết pin rồi. Ủa có cục pin không? Đây rồi. Kia kìa. Chủ sạc miễn phí kìa. Chủ sạc. Đây. Thank you. Đây. Cảm ơn. Lâm à, anh cảm ơn. Rồi. Anh cảm ơn. Hai tấm nữa thôi. Hai tấm nữa thôi. Sao con bé chạy theo xe vậy? Đó anh. À. Đúng rồi. Không nghĩ. Chào của anh đó. Chị hỏi sao không thấy cái hoa gì chỉ. Thế hả? Hết nữa rồi. Tất nhiên. Phải cho hàng cho cơm của thầy. Ở đây là hàng cho cơm của thầy. Chà, lên đến đâu cưng kìa. Thầy nhìn thấy mặt thì bạn đang say đang sợ. Chỉ dụng thôi. Thiên hoa của thầy. Thầy hiền. Thầy dạy tôi đợt trước đó đi hành với Thất Sắc Trời. Mong cái tim này đi nữa mà sao giờ sợ là sao? Sợ lắm rồi. Cái tình nhắn hai gì với thương mình. Bé từ ngày đó không có nói gì nữa. Lần sau mà ví dụ mà có đi tỉnh khác đó, ví dụ như đi Đà Lạt, tao sẽ đảo bộ, tao nói đi Cần Thơ để cho tiên từ bên ra Cần Thơ là sẽ đi đâu. Hợp lý. Hợp lý quá. Ông em lại đi từ Cần Thơ ra Đà Lạt. Đi máy bay. Ba cái là bao vui vẻ đúng không? Thế này gọi là thầy cao tay quá rồi kìa. Vì một cái clip của thầy mà bị phong ấn rồi. Vì vậy. Đó phải là có sự khác biệt đúng không? Chưa con, chưa một ai biết. Cha là người duy nhất có cái clip đó. Cha là người duy nhất. Cả vợ chồng cụ Báo cũng không có clip đó luôn. Cái này mà nó lên là chấn động cho con vài nổ. Nhiều, đâu mà biết. Thế giờ mày muốn biết em không? Yeah. Mày không? Mày không?